Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết Nhân ngày 30 tháng 4 của tác giả Hà Nhân. Hàng năm, từ 1976 đến nay, mỗi khi đến ngày 30 tháng 4, người Việt Nam chúng ta đều không khỏi nhớ đến biến cố bi thảm nhất trong lịch sử hơn 4.000 năm của dân tộc mình, chiến thắng Cộng sản Việt Nam và thất bại của Việt Nam Cộng Hòa có ảnh hưởng và gây xúc động khá mạnh trên thế giới, nên cũng là biến cố lớn hạng nhất nhì trong lịch sử loài người. Sau bao nhiêu năm mất nước vào tay Việt Cộng, nay suy tưởng lại đoạn đường đã đi qua cho đến trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, hẳn nhiều người vẫn còn cảm thấy ngậm ngùi day dứt. Nói về chiến tranh Việt Nam, thì đã có hàng trăm ngàn trang giấy mà vẫn chưa hết chuyện. Bài viết này vì thế chỉ ôn lại một cách tổng quát một số điểm nổi bật đáng ghi nhớ và xét ra có tính cách chủ yếu liên quan đến việc miền Nam bị thôn tính. Điều cần nói đầu tiên là khung cảnh thế giới hồi ấy. Vào cuối thập niên 1950 sang đầu thập niên 1960, phong trào tranh đấu của các nước thuộc địa lên cao, nhưng lại bị Liên Xô và Trung Cộng lôi kéo, yểm trợ để tìm cách liên minh với các nước bị trị nhằm chống Mỹ và các nước bạn của Mỹ. Khối Cộng sản thành công phần nào đáng kể trong chính sách tuyên truyền bài Mỹ. Và thời kỳ 1955 tới 1965 là lúc chủ nghĩa cộng sản đang trên đường đi lên cao điểm, trong khi Mỹ chủ quan tiếp tục ủng hộ nhiều chế độ độc tài nhược tiểu, ỷ sức mạnh tiền bạc. Cùng lúc ấy, phong trào cổ võ lối sống tự do cực đoan của thanh thiếu niên Mỹ muốn gạt bỏ những ràng buộc của xã hội, chống quyền lực chính trị truyền thống và chống nạn kỳ thị chủng tộc. Phong trào này tiếp tay với phong trào chống Mỹ ở bên ngoài, mượn chiến tranh Việt Nam làm đề tài và lý do cụ thể đánh phá Hoa Kỳ. Có thể nói Việt Nam Cộng Hòa là nạn nhân gánh chịu những hậu quả trực tiếp của cả hai phong trào này. Giả như cuộc chiến xảy ra ở một nước nào khác hồi đó, thì nước ấy cũng chịu chung số phận như miền Nam Việt Nam. Đó là hoàn cảnh khách quan. Còn như nói về nguyên do chủ quan đưa đến bại trận, phe ta có những lỗi lầm căn bản, dù mục tiêu của chúng ta chính đáng. Trước hết, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa không đánh giá đúng sức mạnh của mặt trận tuyên truyền và vận động dư luận, không coi đó là mặt trận chủ yếu, mà chỉ dành ưu tiên cho mặt trận quân sự. Gần như cho rằng chiến thắng quân sự sẽ giải quyết mọi việc. Những nỗ lực đáng kể trong chương trình bình định phát triển xây dựng nông thôn, cải cách giáo dục, y tế, nông nghiệp do Mỹ viện trợ từ năm 1961 có kết quả đáng kể. Nhưng các thành quả ấy không được khai thác phối hợp đúng mức nên bị lãng phí khá nhiều. Hơn thế nữa, không có sách lược phổ biến cổ võ các nỗ lực cao quý này, nên quần chúng nhân dân không được biết rõ mà còn bị Việt Cộng phản tuyên truyền, cũng giống như nhà kinh doanh phẩm chất tốt nhưng phổ biến quảng cáo dở, nên sản phẩm chịu ế ẩm là chuyện không tránh khỏi. Ở bên ngoài Việt Nam lúc ấy, hầu hết giới học giả, các nhà bình luận và giới truyền thông Tây phương, nhất là ở Hoa Kỳ, nhìn chiến tranh Việt Nam qua những định kiến, những lăng kính có màu sắc chính trị chống Mỹ vì thành kiến, bất chấp lẽ phải trái. Hoàn cảnh khách quan nói trên là một yếu tố cấu thành mũi nhọn phản chiến thiên tạ khá mạnh. Hoa Kỳ có vẻ không cho rằng mũi nhọn này nguy hiểm, nhưng thực tế cho thấy nó mạnh hơn súng đạn. Hơn cả bom CPU-55, B-52, các cuộc tấn công thông tin và tuyên truyền nhắm thẳng vào Washington DC và Sài Gòn do cả khối Cộng sản quốc tế yểm trợ cho Cộng sản Việt Nam với chi phí có đến hàng trăm triệu Mỹ kim mỗi năm. Tài liệu tuyên truyền của khối Cộng về cuộc chiến ở Việt Nam lan tràn khắp nơi,
nhất là vào nước Mỹ. Ở phía bên này, ngân sách của cơ quan thông tin Mỹ chỉ ở số hàng triệu Mỹ kim. Ngân sách thông tin quốc ngoại của Việt Nam Cộng Hòa còn eo uột hơn nhiều. 23 triệu tiền Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1969. Những tin tức sai lạc chỉ có một nửa sự thật. Chủ ý bôi nhọ chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa gần như chiếm lĩnh thời lượng truyền thông chính trị Tây Phương. Thật là tai họa cho Việt Nam Cộng Hòa, khi gần như không mấy ai ở các nước tự do được biết về chính nghĩa của chúng ta, lại càng không biết gì về cuộc chiến đấu anh dũng của người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Những tin tức chống Việt Nam Cộng Hòa, ủng hộ Việt Cộng ra vào Việt Nam tự do được đăng tải một cách nghiễm nhiên, khiến dân chúng trong nước ta kể cả giới trí thức dễ ngộ độc. Lời nói thật của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa không được tin tưởng, nhưng lời phát biểu léo láo vô trách nhiệm của một chính khách đần độn nhất ở Hoa Thịnh Đốn lại được nhiều người Việt đón nhận như chân lý. Lớp người phản chiến không đủ sức để nhận thấy những sự thật của tình hình ở Việt Nam. Một thí dụ, họ không hề biết rằng ngay sau khi cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân nổ ra dẫn đến thất bại nặng nề cho Việt Cộng, không hề có nhân dân vùng dậy chống Mỹ ngụy, nhưng số tân binh tình nguyện vào các đơn vị tác chiến Việt Nam Cộng Hòa tăng vọt gấp nhiều lần, khí thế chiến đấu lên thật cao. Thế mà sang năm 1970, âm vang các cuộc biểu tình phản chiến lớn rộng ở Mỹ gây tác động tai hại thấy rõ đối với tinh thần binh sĩ. Ta thắng ở Huế, nhưng thua ở đường phố Hoa Thịnh Đốn, Nữ Ước, Chicago, Cụ Kim Sơn. Nói cho đúng hơn, phía Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ đã có nhiều nỗ lực trong cuộc chiến tranh bằng chính trị và tâm lý. Tuy nhiên, những nỗ lực này không được các cấp lãnh đạo chỉ huy coi là quan trọng. Nhiều vị chỉ huy chỉ coi đó như phương tiện tuyên truyền suông, thậm chí còn coi như công việc hiếu hỷ, giải trí. Về mặt vận động quốc tế cũng vậy, hầu như chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không có kế hoạch đáng kể nào để gây cảm tình với báo chí nước ngoài, dù đối với số phái viên của họ có mặt ở Việt Nam. Phương tiện nghèo nàn mà ý chí và ưu tiên nỗ lực của cấp lãnh đạo không đặt đúng chỗ, chỉ coi chiến thắng quân sự thuần túy là chính, thì thua kém về mặt tuyên truyền vận động là điều dĩ nhiên. Về yếu tố quân sự, quân đội ta được tổ chức theo khuôn mẫu chính quy, để đương đầu với một cuộc chiến tranh trận địa quy ước, các đơn vị thuộc mọi quân binh chủng không thể đối phó hữu hiệu với du kích Việt Cộng. Quân đội nào phải đối phó với chiến tranh du kích cũng mắc kẹt như thế, kể cả quân Liên Xô ở A Phú Hãng hay Cộng sản Việt Nam ở Campuchia thời kỳ 1979. Nghĩa quân và địa phương quân là lực lượng chính thống du kích thường bị cứng nhắc, không chịu phân tán, có thói quen co cụm tập trung ở cấp trung đội trở lên, ngại hành quân cấp tiểu đội, nên đã bỏ trống các vùng nông thôn bị du kích làm hung thối. Ai cũng biết phong trào thủ diện địa bằng những đơn vị nhỏ dàn mỏng đã đạt được kết quả xuất sắc, nhưng rất khó điều động và kiểm soát. Các đại đơn vị không thể ứng dụng chiến thuật này. Chỉ có các đơn vị nghĩa quân và địa phương quân mới có khả năng áp dụng chiến thuật phân tán rộng để chống du kích. Một đặc điểm về đường lối tiến hành chiến tranh là phía Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ dựa quá nhiều vào hỏa lực và quân cụ tối tân, đã nâng cao chiến phí một cách quá đáng. Cuộc oanh tạc miền Bắc rất tốn kém, trong khi số tài sản nghèo nàn của Bắc Việt không đáng giá với số phi cơ đắt tiền bị bắn hạ. Đối lại, hỏa lực của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, các lãnh tụ Việt Cộng áp dụng chính sách quân sự liều lĩnh, cùi không sợ lỡ, coi rẻ mạng sống, sẵn sàng hy sinh tất cả thanh niên miền Bắc để bảo vệ quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại miền Nam, phe ta hay lạm dụng hỏa lực. Tâm lý chung của người cầm quân là không muốn thấy binh sĩ của mình thương vong, nóng lòng giải quyết chiến trường.
Lúc nguy cấp dễ hành động mạnh tay, nếu không có những quy định cứng rắn của cấp tổng tư lệnh. Ai từng đụng trận với Việt Cộng đều có thể hiểu được khuynh hướng tâm lý này. Hỏa lực mạnh dễ gây ra thương vong nặng nề cho thường dân, khiến nạn nhân vô tội không khỏi oán hận phe ta. Và Việt Cộng lúc nào cũng tận lực khai thác những oán hận ấy. Rất hiếm người ngoại quốc hiểu được vấn đề mấu chốt nhất trong chiến tranh, khiến phe ta không thắng được Việt Cộng. Phe Việt Cộng có hai thứ vũ khí mà phe Việt Nam Cộng Hòa không dám sử dụng, hoặc có dùng thì cũng lẻ tẻ, có tính cách cá nhân hay cục bộ, và không mạnh tay, và không do chính sách cố ý của Trung ương. Đó là mị dân bằng tuyên truyền bịa đặt và duy trì quyền lực bằng khủng bố. Vũ khí thứ nhất đã nói ở phần trên có quy mô toàn cầu được khối cộng sản quốc tế yểm trợ. Trong nước, Việt Cộng sử dụng mọi mánh lới dựng đứng những chuyện ly kỳ lạ tai để vu cáo phe ta và tâng bốc phe chúng. Dân chúng xa thành thị kém hiểu biết, không rõ tin tức bên ngoài, nghe những sự việc ly kỳ thường dễ tin. Và lần sau khi chuyện bố láo này vừa phai mờ, thì lại có những chuyện bố láo mới được phổ biến. Việt Cộng thành công trong việc gây căm thù là đã làm cho dân chúng ở hậu phương của chúng lầm tin rằng lính Mỹ vào Việt Nam Cộng Hòa đi đến đâu cũng tàn sát, hãm hiếp bừa bãi như lính Pháp trước năm 1954. Ngành thông tin tuyên truyền của Việt Nam Cộng Hòa đã yếu về phương tiện lại càng yếu hơn trong hành động. Bộ Thông tin và Tổng cục Chiến tranh Chính trị cũng lắm khi thổi phồng thắng lợi, ngụy biện giấu giếm che chở các sai lầm, thất bại của phía mình, nhưng không có ai đủ can đảm để nói dốc ngang ngược như Việt Cộng. Suốt 20 năm chiến tranh, hai tờ báo lớn của Hà Nội, Nhân dân và Quân đội Nhân dân, cùng các đài phát thanh không hề nói về tổn thất, dù là một người của phe họ trong các bản tin chiến sự. Nhưng nếu cộng chung tổn thất của Việt Nam Cộng Hòa do họ loan tin thì trong 20 năm chiến tranh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị mất khoảng trên 3 triệu binh sĩ tử trận. Điều tức cười là theo như Mỹ thống kê thì có 900.000 bộ đội Cộng sản Việt Nam thiệt mạng. Nhưng theo Hà Nội xác nhận năm 1997, họ mất 1,4 triệu trong chiến tranh 1955-1975. Vũ khí thứ hai của Việt Cộng là chính sách khủng bố có hệ thống và quy luật. Khi chiến tranh tái phát năm 1955, Việt Cộng thi hành chính sách hăm dọa, trừng phạt rất là tàn nhẫn để kiểm soát nguồn nhân lực và gom góp thực phẩm, tài chánh, tin tức và truyền đạt thông tin khuynh đảo. Không có hệ thống tự quản này, bộ đội chính quy Việt Cộng không thể nhúc nhích hoặc tồn tại ở miền Nam. Tại nhiều vùng, bán đồ ăn gà heo cho binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa có thể bị chặt cục một ngón tay, cung cấp tin tức tình báo cho chính quyền và quân đội là bị tử hình. Không đi biểu tình hay phá hoại cầu đường, trường học, bệnh xá, có thể bị đưa vào mật khu gần nhất cải tạo 3-6 tháng hoặc lâu hơn. Nói chuyện với binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa có thể bị Việt Cộng phạt giam nhiều ngày. Theo thống kê của CIA, từ năm 1957 tới 1973, có 36.725 thường dân Việt Nam bị ám sát, tàn sát tập thể, và có 58.499 người bị bắt đi mất tích. Tại nhiều tỉnh, nhất là những tỉnh giàu có, trong một năm số thuế Việt Cộng thu được gần bằng nhiều hoặc hơn số thuế đóng cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, biết bao xe đò, xe lam ba bánh, rạp hát, cửa tiệm bị đánh bom, đánh mìn hay lựu đạn vì thiếu thuế cho Việt Cộng. Ngành kinh tài của Việt Cộng đến nay cũng vậy, có quyền lực cao hơn ngành quân sự, tình báo, an ninh. Những kẻ phản bội gây nguy hại cho hệ thống kinh tài bị trừng phạt nặng tay hơn những kẻ tiết lộ tin tình báo quân sự. Chống lại hạ tầng cơ sở của Việt Cộng có chiến dịch Phượng Hoàng, dù cho có một số lạm dụng, hành động bừa bãi hiếm hoi, chiến dịch đã có kết quả rất lớn. Đến năm 1972,
số hạ tầng cơ sở Việt Cộng trong vùng ta kiểm soát bị phá vỡ gần hết, 95%. Trên các chiến trường mùa hè 1972, hậu tuyến rất yên tĩnh, không còn bị du kích phá cầu đường như những năm trước. Tiếc rằng thắng lợi này không được khai thác đúng mức nên bị uổng phí. Đó là một chứng cớ cho thấy tài lãnh đạo của các lãnh tụ quân sự. Ngoài ra, cũng nhờ hệ thống đảng với uy quyền vua quan phong kiến mà Việt Cộng huy động được hàng triệu dân công từ miền Bắc phục vụ chiến trường, tải đạn, lương thực. Một sư đoàn Việt Cộng nếu có khoảng 4.000 người chiến đấu, thì được khoảng 5.000 dân công hỏa tuyến và trung tuyến yểm trợ, không kể dân công hậu tuyến. Có thể nói quân đội và cảnh sát miền Nam phải chống không những nửa triệu bộ đội Cộng sản Việt Nam, mà còn phải chống hàng triệu đảng viên Cộng sản ở khắp nơi từ Bắc vào Nam. Trong khi ấy, miền Nam không dám đánh xạ láng, hy sinh nền tảng kinh tế, giáo dục, đạo đức, văn hóa và nhân lực tối cần thiết cho nhu cầu bảo đảm sự an vui tối thiểu của xã hội. Thuế má ở miền Nam không cao. Nông dân miền Tây thường nói, chỉ bán rơm rạ cũng đủ tiền đóng thuế. Cùng lúc ấy, thuế đủ loại chính danh và ngụy danh ở Bắc Việt chiếm trên 80% thu hoạch của nông dân. Nói rộng hơn, thường dân miền Nam không có con em trong quân ngũ đóng góp rất ít cho chiến tranh. Một số còn thông thả làm giàu nhờ chiến tranh là đằng khác. Tuy trong hoàn cảnh khó khăn, phe Việt Nam Cộng Hòa cũng có những thành công đáng kể. Đó là chính sách chiêu hồi, xây dựng nông thôn và chiến dịch Phượng Hoàng. Tiếc rằng cấp lãnh đạo Trung ương Việt Mỹ không khai thác được tối đa các thành quả quan trọng này, khiến ta đã thua trong lúc đang thắng. Cái giá mà Việt Cộng Bắc dân phải trả cho chiến thắng 30 tháng 4 năm 75 quá cao. Mối hận thù khó nguôi, đất nước lạc hậu thua Thái Lan 30 năm. Lời của ông Võ Nguyên Giáp trong Đại hội Cựu Chiến binh năm 2002, sự chia rẽ biết bao giờ mới xóa nhòa, còn đạo đức thì suy thoái cùng cực. Các tệ nạn xã hội đang lan tràn sâu rộng, những nhà cửa công và tư đồ sộ, những nơi giải trí lòe loẹt, màu mè, trào lưu ăn chơi trác tán thâu đêm không che giấu được những nỗi bất bình, mà các cuộc phản kháng của nông dân, của phong trào đòi dân chủ, trào lưu cán bộ phản tỉnh là tiếng còi báo động cho những năm tháng cuối cùng của Cộng sản Việt Nam. Rất nhiều người trong chúng ta và bên ngoài coi sự kiện chúng ta bại trận là điều khó tránh nổi vì những điều kiện và hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi trước một kẻ địch cuồng tính, tàn nhẫn và mưu mô hiểm độc nhất trong khối Cộng. Không thể phủ nhận tinh thần chiến đấu gan dạ của quân sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong hoàn cảnh bất lợi như thế mà họ vẫn chiến đấu tới phút chót, vậy thì trách nhiệm làm mất nước thuộc về ai? Nước mất không vì riêng ai, nhưng rõ ràng hàng ngũ lãnh đạo quân lực và chính quyền đã không làm tròn sứ mạng giữ dân và giữ nước. Vào những năm 1970 trở đi, tình trạng thối nát tham nhũng lan tràn khắp nơi trong hành chính và quân đội. Các chức vụ cấp tỉnh, quận, xã, nhiều nơi được dùng làm phần thưởng cho thuộc hạ hoặc kẻ có tiền mua. Có những cuộc thương lượng mua bán này diễn ra công khai nơi đông người, như câu lạc bộ, công sở. Sĩ khí bị khinh thường, tư tưởng chủ bại lan tràn, nhất là vào những năm sau cùng, khi nhiều người nơm nớp lo sợ bị Mỹ bỏ rơi. Nhưng nghịch lý thay, khi cùng lúc ấy, có nhiều người khác ỷ vào sự trợ giúp của Mỹ, cho rằng Mỹ không dám bỏ rơi chúng ta. Ngày nay tại hải ngoại đã có nhiều phát biểu về cái hay đẹp của ta và xấu xa sai lầm của địch, nhưng chưa thấy có cuộc họp đông đảo nào để xót xét lại nguyên nhân chủ quan khiến chúng ta bại trận. Một con số đông đảo chúng ta hầu như chỉ đổ lỗi cho Mỹ, làm như miền Nam lọt vào tay Việt Cộng hoàn toàn do Mỹ, cố tình bỏ rơi, thậm chí còn tin rằng Mỹ bắt tay với Hà Nội để Việt Cộng chiếm gọn Việt Nam Cộng Hòa. Ngay từ khi ra đời bản tuyên ngôn ngưng bắn ở Lào 27 tháng 7 năm 62, có Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa ký kết,
lập ra chính phủ liên hiệp ba phe tại Vạn Tượng, dư luận chủ bài đã lan rộng, cho rằng Mỹ sẽ rút ra khỏi Đông Dương. Sau đó trong vụ Tết Mậu Thân, người ta thấy rõ việc Cộng không tấn công các cơ sở quân sự hay dân sự Mỹ, trừ sứ quán Mỹ, trong mấy ngày đầu của đợt 1, cộng với những lời đồn đoán khắp nơi nói rằng quân đội Mỹ tiếp tế và chuyên chở Việt Cộng vào đánh phá thành phố. Sự kiện này làm cho nhiều người nhiễm tư tưởng chủ bại, nhất là từ trận mùa hè đỏ lửa 72, kế đến Hiệp định Paris 27 tháng 1 năm 73, là ngón đòn chí tử đánh vào thành trì tư tưởng cuối cùng của miền Nam. Nhưng ngày nay hồi tưởng lại, nhiều người khác không nghĩ như thế. Họ nhìn nhận rằng năm 1954, Mỹ vào Việt Nam vì nhu cầu an ninh phải viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Nếu nhờ đó mà Việt Nam Cộng Hòa đứng vững và hùng mạnh, thì phòng tuyến Đông Nam Á bảo đảm an ninh cho phe Mỹ chống lại Trung Cộng. Nhưng trên thực tế, Mỹ chi ra quá nhiều với khoảng 190 tỷ Mỹ kim, 58.000 sinh mạng của nước họ mà không thấy tương lai sáng sủa. Họ đã tự hỏi phải cấp viện trợ gần 2 tỷ Mỹ kim một năm cho miền Nam đến bao giờ. Trong lúc đó phong trào phản chiến lên cao, mỗi ngày tác động mạnh đến Quốc hội Mỹ, vốn thiếu kiên nhẫn, khiến ngân sách viện trợ bị ngắt rồi bị cắt so với đại hàng phe ta thua xa về mặt hiểu biết Mỹ. Chính chúng ta là những người yêu nước kiên trì nhưng đã không có sức mạnh tự chủ và tự tin. Nếu chúng ta có tinh thần chiến đấu như Nam Hàn hay Do Thái, chỉ cần nhờ vả Mỹ vừa phải, thí dụ dưới 1 tỷ Mỹ kim mỗi năm, chắc chắn Mỹ không thể bỏ rơi chúng ta. Nhà giàu nào cũng keo kiệt và tính toán chi li. Khi sự hiện diện của Mỹ ở Đông Nam Á đã khiến Trung Cộng phải e dè đi đến tuyên bố chung Thượng Hải với Nixon, mối lo Trung Cộng đã giảm hẳn. Vì nhu cầu chống Trung Cộng giảm thiểu, Mỹ không thể bỏ tiền cho một tương lai mù mờ bất định ở Nam Việt Nam. Trong giai đoạn 1955 tới 1966, Hoa Kỳ chỉ viện trợ cho miền Nam những súng ống xe cộ cũ từ Thế chiến thứ hai. Nhưng từ 1966, Hoa Kỳ đã nhấn thêm chút xíu, có lẽ vì cho rằng vai trò chiến đấu chính đã do Mỹ đảm nhận. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa không cần có chiến cụ mới toàn diện. Thế nhưng, từ sau Tết Mậu Thân, song song với chương trình Việt Nam hóa, Hoa Kỳ đã viện trợ ồ ạt cho quân đội ta khá nhiều. Tổng quát mà nói, Mỹ đã viện trợ một số quân dụng mà đáng kể nhất là trên 800.000 cây M16, 3 thiết đoàn gồm hơn 100 chiến xa M48, 5 tiểu đoàn pháo binh 175 ly, hơn 1.000 phi cơ vận tải và trực thăng, các phi đoàn A-37 và F-5E, khiến về sức mạnh chiến cụ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đứng hàng thứ tư trên thế giới. Ngoài ra còn nhiều loại quân dụng kiểu mới như cơ giới công binh, xe vận tải đủ loại, máy truyền tin, trang bị quân y tối tân. Nhưng Mỹ vẫn dè sẻn đối với quân cụ đắt tiền. Phi đạn chống chiến xa TOW chỉ được viện trợ sau khi Liên Xô cung cấp cho Cộng sản Bắc Việt hỏa tiễn mang tay chống chiến xa AT-7 và phòng không AT-3 năm 72, hoặc như họ không chuyển giao Đại Bác 8 inch có khả năng chính xác cực cao. Cần ghi nhận rằng vào thời gian này Do Thái và Nam Hàn xin viện trợ chiến xa M48 nhưng chưa được thỏa mãn. Các đơn vị Mỹ trong khối NATO ở Nam Hàn và chính quốc cho đến năm 1973 chưa được võ trang súng M16 và chưa biết đến xe thông dụng Jeep M151A2. Trong lúc Nghĩa quân Việt Nam Cộng Hòa đã nhận M16 và xe A2 chạy đầy đường Việt Nam. Tuy thế, mấy năm cuối cùng chiến cụ tối tân bị thiếu cơ phận rồi. Công suất đạn pháo và mìn Claymore giảm xuống, có khi chỉ còn 5 trái một ngày, làm cho tiềm lực và tinh thần chiến đấu sút kém nặng nề.
Nói tóm lại, chính quyền Hoa Kỳ có trách nhiệm chính về thất bại ở Việt Nam vì họ đã sai lầm trong chính sách quân sự chiến lược phòng ngự Nam Việt Nam, quá tin tưởng vào sức mạnh vật chất và cách thức giải quyết kiểu Mỹ. Hoa Kỳ đã thực sự chạy làng bỏ rơi Việt Nam không một hành động can thiệp, dù rằng đã có lời hứa chính thức của Tổng thống Mỹ. Nhưng trách nhiệm lớn nhất không phải của chính phủ Mỹ, mà là của giới lãnh đạo Việt Nam. Ít nhất mỗi bên phải chịu một nửa, hoặc có thể Việt 6, Mỹ 4. Tục ngữ ta có câu, tiên trách kỷ hậu trách nhân, trách mình trước trách người sau. Sĩ quan xuất thân trường võ bị quốc gia là chiến sĩ tình nguyện tự mình xin gánh trách nhiệm bảo vệ nhân dân và đất nước. Vì thế, nói đến ngày 30 tháng 4, chúng ta, cựu sinh viên sĩ quan, hẳn vẫn mạnh dạn nhìn nhận trách nhiệm của mình. Thế hệ trai lâm viên đang đi vào tuổi già, cựu sinh viên sĩ quan trẻ nhất cũng đã ngót 6-70, một hiện tượng đáng mừng. Là thế hệ con em chúng ta vẫn còn có nhiều em, ý thức trách nhiệm đối với đất tổ gốc gác trong các đoàn thể tổ chức của cộng đồng người Việt hải ngoại, đang có khuynh hướng chuyển giao cuộc tranh đấu cho thế hệ nối tiếp. Riêng tập thể cựu môn sinh trường võ bị quốc gia đã có lớp trẻ nói dỗi tông đường là đoàn thanh thiếu niên đa hiệu. Tuy tổ chức và hoạt động chưa đều khắp và vững vàng, nhưng các em ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã tạo được thành tích đáng ca ngợi trong việc đòi vị trí chính đáng cho màu cờ quốc gia Việt Nam. Tiếp theo ngay sau hành động của các em, các thị xã Westminster và Garden Grove ra nghị quyết tôn vinh lá cờ vàng sọc đỏ là biểu hiệu tiếp nối của ngọn gió đổi chiều thuận lợi cho chính nghĩa. Mấy năm gần đây đã có nhiều bài báo, ký sự, trang nhà Internet của giới viết lách và giới cựu chiến binh Mỹ lên tiếng cực lực ca ngợi và phục hồi danh dự cho Việt Nam Cộng Hòa. Trong đó phải kể đến việc dựng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở Westminster. Ngọn gió này khơi dậy niềm tin rằng, rồi đây, lớp tuổi trẻ thế hệ sau sẽ gần gũi nhau hơn, không bị phân hóa như lớp cha chú, sẽ kết đoàn và đứng dậy mạnh mẽ hơn nữa. Các bậc cha chú của các em có thể làm công việc dễ dàng nhất, đó là hỗ trợ các em thật tích cực và cùng với những lời khuyến khích, chỉ giáo, truyền thụ lý tưởng yêu nước, cũng cần cho các em thấy những lầm lẫn và sai trái của thế hệ cha chú đã góp phần đưa đến ngày 30 tháng 4 như thế nào để các thế hệ sau rút kinh nghiệm mà né tránh. Nhân ngày 30 tháng 4, có lẽ chúng ta đều có một vài nhận định chung về sự kiện mất nước. Giới sĩ phu miền Nam có trách nhiệm lớn nhất, các chính phủ Mỹ có trách nhiệm thứ nhì. Hoàn cảnh khách quan do trào lưu xã hội và vận hội thế giới rất bất lợi cho phe chúng ta vào lúc ấy. Giới truyền thông Mỹ đã chứng tỏ sức mạnh của dư luận, mà lại là dư luận sai lạc, có thể hóa giải sức mạnh của bom đạn và chân lý. Lần đầu tiên trong lịch sử, một chế độ hợp pháp bị đánh bại vì các chủ nhân kỹ nghệ truyền thông đứng về phía kẻ xấu. Việt Nam Cộng Hòa bị hy sinh để củng cố quyền tự do ngôn luận được tuyên xưng trong Hiến pháp Mỹ. Cũng có thể nói giới truyền thông có nợ máu với ít nhất 58.000 tử sĩ Mỹ và 250.000 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Món nợ không thể đòi và không thể trả. Giới truyền thông Mỹ là tập thể cần làm lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4 và ăn năn hối lỗi nhiều nhất. Ta thua, nhưng để lại một miền Nam tiến bộ và nền văn hóa nhân bản. Cộng sản Việt Nam thắng, nhưng thụt lùi từ 20 tới 30 năm với nền văn hóa và đạo đức suy đồi. Chiến thắng của Cộng sản Việt Nam to lớn, nhưng chỉ có giá trị tương tự, nhưng nhỏ bé hơn so với cuộc chinh phục Hoa Lục và Âu Châu của đoàn kỵ binh Mông Cổ mang rợ. Các đoàn quân Mông Cổ bị nền văn hóa của kẻ bại trận đồng hóa và đế quốc Mông Cổ tan rã vì đã chiến thắng. Và sau hết, biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 không phải là trận đánh cuối cùng. Bài viết đến đây đã chấm dứt.
Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.